Xin chào quý vị, anh chị và các bạn. Hôm nay mình đang ở thành phố Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 2 âm lịch, ngay chỗ đường Phạm Văn Đồng, ngay trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi quý vị, kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi, ngay chỗ này có chị này chưa bón. Thì đây là bông giả quý vị. Hai bên đường bên này tao bón rất là nhiều, vòng vòng bên đây tao bón rất là nhiều, người dân đi mua cũng rất là nhiều quý vị. Mình thấy cây đu đủ này rất là đẹp nên mình chia sẻ cho quý vị đó. Bỏ cây đu đủ đây là cây đu đủ nhà của mình hay cây đu kiển vậy chị? Như chị biết bao nhiêu cây không? Cảm ơn chị. Cây đu đủ rất đẹp nha. Trái rất là nhiều. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10 hơn chục trái quý vị. Cây đu đủ đây hơn có chục trái. Cây này rất lớn nè. 2, 4, 6, 8 cây này cũng hơn chục trái quý vị. Rất đẹp nha. Tao lò mình có thế nó uống công lượng rất là đẹp. Bên này là mông qua quả chú ấn đủ đủ quá đẹp quá hay. Một cây như vậy là cả bao nhiêu tiền nha chú? Nếu mà gió mà cái cây mà gió cô nhất là bao nhiêu? 1.3 triệu. Cái cây đó mình về mình ăn rồi mình lấy cái hậu rồi sau này mình trồng lấy cái giống. Cái đấy nó ra nè, cam cam vậy đó hả? Sữa nhỏ. Nhưng mà cái giống này nước ngoài về hả chú? Giống này chú lấy lại người ta. Chú lấy lại người ta quý vị, chú bán ở đường Phạm Văn Đồng đây. Thì quý vị muốn mua thì để xuống như này, hồi nãy nó một cây 1.3 triệu. Có cây nhỏ hơn thì rẻ hơn chút. Tiền theo gió đâu quý vị. Thì một cây là 1.3 triệu quý vị, 1.300.000. Mình chia sẻ cho quý vị xem. Quý vị xuống gần công viên quảng trường thành phố Quảng Ngãi thì ở đây có bón rất là nhiều loại cây kiển, bông hoa trưng trong những ngày Tết. Đây là bón với giá là 1.3 triệu quý vị. Rất là đẹp, trái rất là lớn nè, to. Cây này năm nay mình mới thấy nó lọa ở tỉnh Quảng Ngãi của mình quý vị. Ở đây mình thấy 2, 4, 6, 8 hơn chục cây đu đủ quý vị, hơn chục cây. Có loại đu đủ trái dài cũng có nữa nè, trái dài, trái dài và trái tròn, có hai loại. Loại đây nữa nè. Thì quý vị thích cái loại nào thì mình sẽ lựa chọn cái loại đó. Đây là trái tròn nè. Người ta được chia sẻ thì cái cây này nó không phải là cong cong vậy quý vị, mà ta uống ta sữa từ cái lúc nhỏ thì nó mới được cái cây như thế này. À, 1.300.000. Còn có cây thì giá nó thấp hơn, cao nhất là 1.300.000 quý vị. Bón mấy ngày Tết ở thành phố Quảng Ngãi đây. Quý vị thấy người ta đi bộ, người ta đi mua rất là đông, rất nhiều người. Bên phía bên đó thì bón mai, bón những cây mai quý vị. Mình sẽ chia sẻ cho quý vị xem cây đu đủ này. Ở đây cái đường này bón rất là nhiều cây khác nhau, chứ không riêng gì cây đu đủ này quý vị. Rất là nhiều. Kế bên đu đủ là có những cây mồng quà rất là đẹp. Trái rất là đẹp nha. Mình sẽ đi vô quý vị vô phía trong. Cái đây là bông vạn thọ.
đây đó, đây này là đu đủ, này là đu trái dài quý vị, đó trái dài này đó, rất đẹp nha. Nó cao cả 1,5 m thôi, tính cơ bản lên thì cả 1,5 m chứ không nhiều đó, cả 1,5 m đó. À, trái này rất to dài. À, trái bên kia là trái tròn. À. À. Cái này cái lóa của nó thì đây nữ, cái lóa này với lóa này thấy cái lóa này, cái trái dài này, cái lóa nó mảnh hơn, nó nhỏ hơn một xíu so với cái cây mà trái tròn quý vị. Đó. Thì nó mảnh hơn. Nhưng mà cây này trái rất là nhiều nhưng mà mình ăn được quý vị, đu đủ này mình ăn được luôn. Đó, sau này mình ăn mình lấy cái hột mình trồng cũng được luôn, chứ không phải là đu đủ mà loại đu kiển ăn không được nha quý vị. Vẫn ăn được. Đó, rất là đẹp. Đây là cây đu đủ mà kiển mới, ở dưới thân của nó là nó có rễ, rất là đẹp, rễ nó nổi lên và ở dưới nó thân nó to lên, nó nhỏ lần nhỏ lần, nhưng mà nó cái cây nó đu rất là nhiều trái, quý vị thấy không, đu trái rất là nhiều, rất là hay đó, người ta lồm có thế rất là đẹp đó. Đây là một cái cây mới ở thành phố Quảng Ngãi năm nay, cho nên mình cũng xin chia sẻ cho quý vị. Đó. Đó, trong kia cũng có mấy cây rất đẹp. Đó. Đó, mình quay hết cho quý vị xem. Ở dưới này rất là nhiều, nhiều chỗ bón. Đó, nhưng mà khó nhau, đu đủ cũng có nhưng mà nó ít hơn những cái cây khó quý vị. Cây mai, mồng quà như thế này, rồi là sẽ rất nhiều. Rồi bông cúc là nhiều, bữa rồi quýt là nhiều, nhưng mà cây mà đu đủ này thì mình là thấy là rất là ít quý vị, không nhiều. Không quý vị thấy không? À, đây ta bốn phần vô hàng mày cái lóa của nó. À. Mấy nay mình bón mấy cây này được nhiều chưa chú? À đúng rồi nè. Quảng Ngãi mình năm nay cháu có thấy có cái cây này đu đủ này, nhưng mà ít có người bón lắm, ít có người bón mã ra chú mã ra đó, không ta thấy loại ta mua thôi. À, nhưng mấy người ta đợi do ai ta có tiền ta mua thôi chú. À, còn mồng qua thì cũng rất là đẹp nè, nếu mồng qua thì chú bón một chậu bao nhiêu? 1,5 m. À, một cặp luôn 1,5 m. Thiệt gió luôn, 1,5 m. À, mồng cái màu này nó nhung rất đẹp nè, rất là sạc sỡ, mà mình chơi nó cũng bình dân nữa. Ở Bình Giang quý vị, đây là chú chia sẻ, chú bán ở đây là một cặp mà bông quà này 1,5 m thôi. Khi mình trồng sau này mình về mình lấy cái hột đây mình trồng mình ương nữa nè đó, thì nó quý vị sẽ sau này mình mua mình lấy cái giống của chú này rất đẹp đó, cái màu nó rất là sạc sỡ. Còn bông hoàng thọ cái đây là bao nhiêu chú? 1,5 m một cặp. À, 1,5 m một cặp thôi. À, 1,5 m. Đúng rồi, bông thọ con trai nhiều năm nè, trồng miếng này đó, rồi lấy bông sau này mình cúng đường được nè đó, buộc công nhận cái chậu này to quá chứ. Chậu to mấy kia chậu nhỏ xíu mà. À, chú chia sẻ là chậu 30 quý vị mà một cặp 1,5 m đó, còn cái này là 150 ngàn một cặp, bông mùng quà là 150 là một cặp đó. Rồi cái cây đu đủ này là 1,3 m là cây cao nhất đẹp nhất đó, còn có những cái cây mà nó có giá nó thấp hơn đó, quý vị có thể là gọi là mình thương lượng quý vị đó. À, mình cái đây 1,5 m là bông nhuận thọ cũng rất đẹp nha quý vị, mình chia sẻ nó búp rất là nhiều đó, tới ngày nó nở thôi, tới ngày mùng một là nó nở đẹp thôi, nó búp nhiều ha. À. Ở rất đẹp quý vị. À, một cặp đây 1,5 m bông vạn thọ nè. Rồi mình xin chia sẻ video này ngay đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, gần công viên quảng trường.
Có chú này chú bón cây mồng quà này. Nếu quý vị đi ngon ngay thấy cái những cây đu đủ chú để đây, chú đang ngồi đây, thì quý vị ghé vô mua những cái cây mồng quà này chúng ta về trưng. Nhà bông nhân thọ và đu đủ. Cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi video. Có gì hay thì quý vị hãy đăng ký và chia sẻ ủng hộ video của mình. Cảm ơn quý vị rất nhiều.